Nguyễn Trung Trực, tên khai sinh là Nguyễn Văn Dơn, sau đổi lại thành Lịch. Vì tính tình ngay thẳng thật thà nên được thầy dạy học đặt thêm tên hiệu là Trung Trực. Ông sinh năm 1837, nguyên quán tại xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, Tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định. Gặp thời buổi loạn lạc, hải quân Pháp nhiều lần gây rối nên gia đình ông phải phiêu bạt vào Nam. Sau đến định cư ở xóm Nghề, Tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, và sinh sống bằng nghề chài lưới dùng hạ lưu sông Vàm Cỏ. Nguyễn Trung Trực là con trưởng trong một gia đình có nhiều anh chị em. Lúc nhỏ, ông rất hiếu động, thích học võ, nên khi lớn lên là người có thể lực khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và mưu lược. Trong tác phẩm Kỳ Xuyên Văn Sao, danh sĩ Nguyễn Thông có lời nhận xét: Nguyễn Văn Lịch tính thâm trầm, nghiêm nghị và can đảm. Năm 1859, Pháp tấn công thành Gia Định. Hai năm sau, lại đánh đại đồn Chí Hòa. Nguyễn Trung Trực bèn mộ binh lên tiếp ứng dưới quyền chỉ huy của Trương Định. Tài liệu của Paulin Vial cho biết Nguyễn Văn Lịch giữ chức đội trong đạo quân đồn điền do Trương Định chỉ huy. Sau khi đại đồn vỡ, ông rút binh về Tân An, Long An. L'Espérance là một loại tàu bọc đồng chạy bằng hơi nước, có thể ra vào những luồng lạch cạn, được trang bị đại bác cùng nhiều loại vũ khí, khí tài đa năng. Nó nằm trong số những lớp tàu hiện đại bậc nhất của Hải quân Pháp lúc bấy giờ. Chỉ huy tàu là Trung úy Hải quân Parfait cùng 42 lính thủy, có nhiệm vụ canh gác và tra xét những ghe tàu của dân Việt qua lại trên sông Vàm Cỏ Đông. Trên bờ, cách đó không xa là một đồn lính canh gác bảo vệ tàu. Sự tồn tại của L'Espérance gây cản trở rất lớn đến hoạt động của nghĩa quân vùng Tân An. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 1861, Bô Lão thôn Bình Lãng mời các quan lang sa lên bờ tham dự buổi hát bội, thực chất là để phân tán lực lượng địch. Đồng thời, Nguyễn Trung Trực lại cho vài nghĩa quân ra khiêu chiến, tấn công đồn lính Mã Tà, khiến Trung úy Parfait phải bỏ tàu, dẫn theo một toán lính truy kích. Giám đốc nội vụ Pháp ở Nam Kỳ, Paulin Vial thuật lại: lúc giữa trưa, 4 hoặc 5 chiếc ghe lớn có mui thả trôi theo hông tàu. Viên sĩ quan phụ tá thò mình ra cửa sổ vì tưởng rằng người buôn bán muốn xin thị nhận giấy phép lưu thông. Người vô phước này đã bị giết bằng một mũi giáo vào ngực. Vài phút sau, sàn tàu tràn ngập hơn 150 người Anam cầm giáo, gươm và đuốc. Một cuộc giáp chiến không tương xứng diễn ra. Trong vài phút, lửa bắt qua mái rơm của chiếc tiểu hạm và cháy lan mau chóng. Năm thủy thủ gồm 2 người Pháp và 3 người Tagan không khí giới trốn lên một chiếc ghe chèo thục mạng. Từ xa, họ thấy chiếc L'Espérance nổ tung mà những mảnh vỡ văng ra tận hai bờ sông. Đi cùng với con tàu ấy là 17 lính Pháp và 20 cộng sự bỏ mạng. Với chiến thắng này, Nguyễn Trung Trực đã trở thành thủ lĩnh nghĩa quân đầu tiên đánh chìm được một tiểu hạm trong cuộc kháng chiến chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19. Mặc dù sau đó, Trung úy Pafat đã đến tàu Garon xin thêm quân tiếp diện, rồi trở lại đốt phá ngôi làng thành Bình Địa. Nhưng y đã không dập tắt được ngọn lửa hừng hực khí thế tiến công mà chiến thắng này mang lại. Như tác giả người Pháp Alfred Jenner đã thú nhận rằng, trận Nhật Tảo là khúc dạo đầu cho cuộc tổng công kích hầu như toàn bộ các đồn lũy của người Pháp, là biến cố bi thảm đã gây nên một nỗi xúc động sâu sắc nơi người Pháp và kích thích một cách lạ lùng trí tưởng tượng của người An Nam. Mục tiêu Nguyễn Trung Trực nhắm đến trên địa bàn hoạt động mới chính là đồn Rạch Giá, trung tâm hành chính, chỉ đạo các hoạt động xâm lược và cai quản thuộc địa của thực dân Pháp ở Rạch Giá, Hà Tiên. Để chuẩn bị cho trận đánh này, ông bí mật đến Tà Niên gặp Lâm Quang Chi, rồi chỉ đạo xây dựng nơi đây trở thành điểm tập trung quân xuất phát công đồn. Đồng thời,
giao nhiệm vụ cho hai chị em người Khmer là bà Điều và bà Đỏ lãnh việc du thuyết đồn lính Mã Tà làm nội ứng. Tương truyền, để nắm tình hình địch, Nguyễn Trung Trực còn giả dạng thường dân ra chợ Rạch Giá thám sát thành lính Sơn Đá và dò lòng dân chúng, sau đó mới họp bàn kế sách tấn công. Nhưng tiếc thay, trong cơ quân có kẻ phản bội là đội lượm xã Ngương ở Tân Hội ra đầu pháp, thông báo toàn bộ vụ việc cho kẻ thù. Chủ tỉnh Rạch Giá liền ra lệnh bắt ngay Quảng Cầu, xã Lý và cô Ba Đỏ nhốt vào khám lớn, tin rằng nghĩa quân sẽ từ bỏ ý định này. Tương kế tự kế, Nguyễn Trung Trực vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Hai ngày trước cuộc tấn công, ông cho nghĩa quân từ Hòn Chông kéo về Tà Niên, và đến đêm ngày 16 tháng 6 năm 1868 thì từ Rạch Tà Niên men theo bờ vịnh Rạch Giá đổ bộ lên bờ Rạch Láng Ông tiếp cận đồn địch. 4 giờ sáng ngày 17, Nguyễn Trung Trực cho người lẻn vào giết chết lính canh rồi phát lệnh tấn công. Lập tức người trèo tường, kẻ phá cổng, đạp rào xông tới, khí thế dậy trời. Đang lúc say ngủ, quân Pháp không kịp phản ứng, bị giết ngay tại trận. Trại lính mộ làm nội ứng im lìm không nổ súng, để nghĩa quân mặc sức tung hoành. Tiếng gào thét, súng nổ, tiếng gươm giáo rượt đuổi vang động trong đêm tối. Đến sáng thì ngọn cờ nghĩa quân đã bay phấp phới trên thành lính Tây. Dân chúng kéo đến chào mừng thắng lợi và thết đãi nghĩa quân. Trong trận đánh đồn Kiên Giang, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã tiêu diệt được 5 sĩ quan Pháp, trong đó có chủ tỉnh Rạch Giá, cùng 67 lính Tây và Việt Giang, bắt sống 6 tên, thu được trên 100 khẩu súng và một kho đạn. Hai ngày sau, Bộ Chỉ huy Pháp ở Mỹ Tho mới nhận được tin dữ, liền cử thiếu tá hải quân Leonard Alsat mang quân từ Vĩnh Long sang, mở cuộc phản công tái chiếm Rạch Giá. Qua nhiều trận kịch chiến ác liệt, quân Pháp gian nan vượt qua các chà đập trên kinh Rạch Giá Long Xuyên do nghĩa quân dựng lên để cản tàu địch, đồng thời vượt qua ải Lục Dục, núi Sập do Nguyễn Trung Trực chắn giữ. Đến ngày 21 tháng 6, nghĩa quân phải rút vào đồn Rạch Giá cố thủ. Nhưng vì quả lực địch quá mạnh, Nguyễn Trung Trực phải vừa đánh vừa rút lui dần. Lúc này, phó tướng Lâm Quang Ki đã tình nguyện đóng giả chủ tướng ở lại cầm cự để Nguyễn Trung Trực lui binh an toàn về Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang rồi ra đảo Phú Quốc. Lâm Quang Ki bị bắt cùng với một số nghĩa quân và bị giặc xử chém sau đó. Trong cuộc đàn áp các phong trào kháng chiến ở Nam Bộ thời kỳ đầu xâm lược của thực dân Pháp, có ba cái tên người Việt được sử sách nhắc nhiều đến là Tổng đốc Phương, Tổng đốc Lộc và Lãnh binh Tấn. Đây là những nhân vật Việt Giang sừng sỏ, chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ tìm bắt và dụ hàng những tên tuổi lãnh tụ nghĩa quân lừng lẫy lúc bấy giờ như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Quân, vân vân. Tháng 9 năm 1868, Huỳnh Công Tấn nhận lệnh quan thầy Pháp dẫn theo 150 lính Mã Tà trên chiến thuyền Groland do Boucher Rivière chỉ huy ra đảo Phú Quốc để tìm bắt thủ lĩnh nghĩa quân Nguyễn Trung Trực. Giặc đã nã đại bác dữ dội, tàn phá chiến lũy cửa cạn. Một trận kịch chiến đã diễn ra ngay tại vàm cửa cạn. Trước quả lực quá mạnh của đối phương, nghĩa quân đành phải rút lên núi Hàm Ninh cố thủ. Tấn dùng kế hiểm ngăn chặn triệt để mọi đường tiếp tế lương thực cho nghĩa quân. Thậm chí có tài liệu cho rằng y đã cho bắt người mẹ già của Nguyễn Trung Trực. Vì chữ hiếu và vì để bảo toàn mạng sống cho nghĩa binh, Nguyễn Trung Trực quyết định ra hàng. Ngày 27 tháng 10 năm ấy, giặc Pháp đã đưa ông về Rạch Giá hành quyết. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, người anh hùng đã kịp để lại một câu nói khẳng khái làm chấn động lòng người: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây.